Đến với thủ đô Hà Nội, có một câu nói, Hà Nội đẹp nhất về đêm, đó là hoàn toàn đúng. Hãy chọn thời điểm vào cuối tuần và đi dạo quanh Hồ Gươm để thấy được cảnh nhộn nhịp sinh hoạt của người dân thủ đô. Xin mời các bạn hãy cùng Tung Tăng TV đi ngắm những điều tuyệt vời này để cảm thấy yêu Hà Nội nhiều hơn với những bản nhạc đường phố làm say đắm lòng người nhé. Video này mình sẽ không bình luận gì và giúp cho các bạn lắng nghe được không khí về đêm sôi động như thế nào. Tung Tăng thôi! Lần đầu đi vào chùa ấy.
cảm ơn các bạn rất nhiều. Ban nhạc Thăng Long chúng tôi sẽ gửi với các bạn một số tác phẩm của các nhạc sĩ viết về Hà Nội. Nói về Hà Nội thì chúng ta biết rồi, rất nhiều những nhạc sĩ viết về Hà Nội, mỗi một người đều có một phong cách riêng của họ. Mỗi một nét nhạc đều có một nét nhạc riêng của phong cách từng nhạc sĩ một. Chúng tôi gửi cho các bạn một tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Hà Nội ơi, một trái tim hồng. Ông cũng viết một tác phẩm về Hà Nội rất nổi tiếng và cũng rất hay. Vâng, đó là Hà Nội mùa thu. Xin mọi người lắng nghe tác phẩm đó của ông.
Thank you.
Anh
Bà
chảo móc cái đấy chảo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.